21 bài học bố mẹ phải dạy con, đường đời suốt sẻ hay gập gành một phần là do những điều này. Trẻ nhỏ cần sự định hướng đúng đắn và đầy yêu thương của bố mẹ để có thể phát triển thành những cá nhân thông minh và hạnh phúc. Nếu không được cha mẹ dẫn dắt, con trẻ có thể sẽ mất đi những nguồn động viên về mặt tinh thần và tình cảm, và do đó không thể đối mặt với những thử thách mà cuộc đời đem tới. Hệ quả của chúng gây ra có thể nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Do đó, cha mẹ cần phải nhận thức được trách nhiệm to lớn của mình trong việc nuôi dạy con cái trở thành những phiên bản tốt nhất của chúng. Dưới đây là 21 bài học mà cha mẹ nên dạy cho con trong quá trình trưởng thành theo quan điểm của nhà triết học, tâm lý học tới từ Hy Lạp Sâu Phâu A Trường. Người sở hữu blog cá nhân viết về những trải nghiệm sống được rất nhiều độc giả biết đến và ngưỡng mộ. Nếu đọc kỹ và suy ngẫm, bạn sẽ thấy rằng những điều mà Sâu Phâu viết rất gần gũi với những triết lý trong Phật giáo phương Đông luôn hướng con người ta tới mục đích cuối cùng, đó là sự hài lòng với bản thân, sự bình yên trong tâm hồn. Ngày một, chấp nhận sai lầm và thất bại. Sai lầm hay thất bại là một phần khó tránh khỏi trong cuộc sống và nhiều khi nó là điều ta không thể tránh khỏi, cũng không nên sợ hãi. Vì các sai lầm hoặc thất bại sẽ dạy cho chúng ta biết mình đã làm sai những gì trong quá khứ và thúc đẩy chúng ta tìm ra những cách sống mới tốt hơn trong tương lai. 2. Coi trọng tình bạn. Cuộc sống này có thể rất tuyệt vời, nhưng nếu thiếu đi những người bạn tốt, có lẽ sẽ trở nên nhàm chán và vô vị. Do đó, hãy biết cách xây dựng những mối quan hệ bạn bè thật sự và hãy đồng hành cùng nhau trong cả cuộc đời. Ngày 3, đừng chạy theo quyền lực, những con người luôn khát khao quyền lực từ thế giới bên ngoài có thể sẽ đánh mất nội tâm, đánh mất bản thân họ lúc nào không hay. Vì thế, thay vì ham muốn chinh phục người khác, hãy học cách chinh phục sự bình an trong chính tâm hồn mình. Ngày 4, bạn là người rất quan trọng, bạn cũng như bất kỳ một ai đó sống trên hành tinh này là duy nhất và rất quan trọng. Sự tồn tại của bạn sẽ làm cho vẻ đẹp của cuộc sống tăng lên. Chính vì thế, hãy biết trân trọng và yêu thương chính bản thân mình, đừng bao giờ vì ai đó mà tự hủy hoại bản thân. 5. Sống đơn giản. Con người rất dễ bị rơi vào cái bẫy của sự tham lam, có một thì muốn hai, có được hai rồi lại muốn có nhiều hơn nữa. Sự tham lam giống như ngọn lửa, nó sẽ thiêu đốt tất cả những ai bất chấp để có được tất cả. Do đó, hãy biết ơn những gì mình đang có, đừng để dục vọng điều khiển, bạn sẽ thấy mình là người giàu có nhất. 6. Sẵn sàng nghe phê bình, thường đôi tai con người chỉ thích nghe những lời ngọt ngào, những lời khen tặng hay ca tụng mà khó chịu trước những lời chê bai. Tuy nhiên, hãy cởi mở hơn với những sự chỉ trích, chê bai dù nó mang tính xây dựng hay không, vì chắc chắn chúng đều ẩn trong đó là những thông điệp có ích. Và quan trọng nhất, hãy trở thành người đầu tiên biết phê bình bản thân, bởi vì khi đó, bạn sẽ đánh giá bản thân một cách khách quan nhất và biết mình cần phải khắc phục những thiếu sót gì. 7. Tôn trọng sự thật Hãy là chính mình, thể hiện những cảm xúc, suy nghĩ một cách chân thực mà không sống trong vỏ bọc của sự giả tạo. Tất nhiên, có những lúc ta cần phải giấu bản thân đi, nhưng hãy sống chân thật nhất có thể, vì như vậy, bạn cũng sẽ nhận lại được điều tương tự. 8. Hợp tác, cuộc sống không phải là một cuộc đua, hãy hợp tác với người khác để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Ngày 9, sẵn sàng thay đổi, mọi thứ trên thế giới này rồi sẽ đều thay đổi. Thay vì việc chống lại sự thay đổi, hãy thư giãn, thả lỏng cơ thể và cho phép bản thân xuôi theo dòng nước khi cần thiết. Ngày 10, đừng bao giờ chỉ tìm kiếm sự giàu có về tiền bạc, sự giàu có thật sự không nằm ở việc bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng, mà nằm ở việc bạn có bao nhiêu niềm vui và tình yêu trong chính trái tim của mình. Hãy sống thật hào sảng, phóng khoáng và đừng ngại cho đi. Ngày 11, lắng nghe cơ thể bạn, cơ thể bạn là một cỗ máy rất diệu kỳ, hãy chú ý chăm sóc cho nó vì lợi ích của chính bạn. 12. Đừng vội đánh giá người khác, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình và đều có những cuộc đấu tranh của chính họ. Do đó, đừng trở thành kẻ nông nổi và hời hợt khi đưa ra những đánh giá thiên kiến. 13. Hãy biết ơn, cuộc sống là một món quà, vì thế hãy biết ơn tất cả những gì bạn đang có. Ngày 14, hãy làm những việc khiến bạn mỉm cười. Điều này rất đơn giản nhưng không phải ai cũng biết cách lĩnh hội. Hãy chơi đùa, hãy biết tạo niềm vui cho bản thân, hãy làm những việc khiến bạn vui vẻ và hạnh phúc để không bao giờ phải hối hận bất kỳ khoảnh khắc nào trong đời. Ngày 15, hãy nghe nhiều hơn là nói, lời nói ẩn chứa những sức mạnh to lớn, vì thế hãy cẩn thận và có trách nhiệm với cách sử dụng ngôn từ của bạn. Ngày 16, sống rực rỡ theo cách của mình, đừng để ai bảo bạn phải sống như thế nào. Hãy tham khảo lời khuyên của người khác nhưng sống cuộc đời của chính mình. Ngày 17, hãy coi trở ngại là những viên gạch lát đường, dù bạn có phải đối mặt với các vấn đề gì đi chăng nữa, đừng để chúng cản trở hành trình của bạn. Vấn đề xuất hiện là để được giải quyết và việc vượt qua chúng sẽ giúp bạn nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. 18, hãy hào phóng, bất kỳ sự đóng góp nào của bạn mà đem lại lợi ích cho những người khác và thế giới này, thì đừng ngần ngại, hãy cho đi một cách hào phóng và bạn sẽ tìm được từ đó vô số những cơ hội khác. Suy cho cùng, không có hạnh phúc nào lớn hơn việc bạn có thể giúp đỡ người khác. Ngày 29, mở rộng trái tim, việc xây dựng những hàng rào xung quanh chỉ để người khác không làm tổn thương bạn nhiều khi càng khiến cho bạn dễ tổn thương hơn. Hãy mở rộng trái tim của mình, đừng ngần ngại yêu thương người khác, những gì cho đi từ trái tim nhất định sẽ được đón nhận bằng trái tim. 20, chia sẻ tài năng của bạn, mỗi người đều sở hữu một tài năng theo cách này hay cách khác, vì thế, hãy khám phá tài năng của bạn và chia sẻ nó với thế giới này. 21, chịu trách nhiệm cho mọi quyết định, sự tự do luôn đi kèm với trách nhiệm, vì thế nếu bạn muốn có tự do, hãy chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình, hãy trở thành người tạo ra vận mệnh của chính bạn, theo sofa a -chừng.